Và ngày hôm nay Hào có mặt ở đây để trả lời tất cả những thắc mắc, những câu hỏi của tất cả mọi người gửi đến cho Hào. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VTV Kết Nối. Thưa quý vị, sức hút đầu tiên của bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ là sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ Thu Hà Seri, Nguyễn Long Vũ, Võ Hoài Vũ, Yên Đan và Khánh Ly. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết, các diễn viên đều nỗ lực hết mình để... Chồng của tôi nhá, không những vô công rồi nghề không công ăn việc làm, vợ xin việc cho, đùng một cái thì bị giam bằng một tháng. Uầy, vợ tính xa tê, nhờ phát sinh gì thì sao? Thưa quý vị, trên kênh VTV3, bộ phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa đang ngày càng hấp dẫn khi những tình tiết và nhân vật mới xuất hiện giữa các mối quan hệ của ba gia đình Yên Hào, Đào Quý, Trang Nghiêm. Trong đó, Hào do Mạnh Quân đảm nhận mang đến nhiều ấn tượng cho người xem bởi nét diễn hóm hỉnh nhiều màu sắc. Xin chào những khán giả của VTV Kết Nối, mình là Hào đây và mình đến từ đại gia đình Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa. Mạnh Quân hãy gửi đến khán giả VTV Kết Nối một lời chào mang dấu ấn riêng của Hào trong Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa. Nhân vật Hào này thì có một cái điệu cười rất đặc trưng. Việc gì đó xảy ra mà đúng ý của cậu ấy là cậu ấy cười sướng lắm, cười kiểu... Chấm điểm thăng 10 thì Quân thấy Hào được bao nhiêu điểm? Nói về nhan sắc thì có thể là Quân xin phép được chấm cho nhân vật Hào này là 9 điểm. Còn nói về tính cách nhân vật này thì Quân xin được trừ nhân vật Hào này 2 điểm. Hay chơi các bộ môn đỏ đen. Nặng cầu 70, tiền tươi thóc thật. Điều gì ở Hào giống Quân ngoài đời? Điểm đầu tiên thì là đẹp trai này. Quân đùa vậy thôi, điểm đầu tiên thì là nhân vật Hào này khá là chỉn chu. Và thứ hai nữa là Hào là một người mà vui tính, nói nhiều và rất là biết cách tạo không khí và tạo niềm vui cho mọi người. Thì đó cũng là một cái điểm khá là tương đồng với Mạnh Quân ở bên ngoài. Vậy Mạnh Quân ở ngoài đời có sợ vợ giống Hào không? Nhất thiết phải trả lời ạ. Thật ra thì nhân vật Hào này cũng không sợ đâu. Và chính bản thân Quân thì cũng không sợ vợ. Quan trọng là mình nể thôi. Và thứ hai nữa là Quân thấy rằng là việc mình thường xuyên nói chuyện để giải tỏa những cái khúc mắc ngay lúc đó, thì đó là cái điểm mà nhân vật Hào và Quân khá là tương đồng. Tại sao anh lại nói tôi là không dịu dàng, không phụ nữ hả? Xem phim thấy Hào bị Yên đánh khá nhiều, Quân có thể chia sẻ kỹ hơn về những cảnh quay này. Đây là lần đầu tiên mà Quân bị đánh nhiều nhất và người đánh ở đây chính là vợ của mình. Những cái cảnh toàn thì chắc chắn là phải đánh thật rồi, và những cái cảnh cận sát thì cũng là đánh thật luôn. Còn đâu là những cái cảnh mà không quay trực tiếp đến nhân vật Hào mà quay nhân vật Yên thì chắc chắn là phải đánh giả chứ nếu mà không quay đến mình mà còn đánh thật nữa thì nhân vật Hào này khổ quá. Có bí mật nào khi đóng vai Hào mà Mạnh Quân muốn bật mí? Có một điểm mà Quân phải bật mí thật sự với mọi người là thời gian trước khi mà quay bộ phim ý, thì Quân cũng khá là quan tâm đến vấn đề làn da. Quân phải chăm sóc da, kể cả là da mặt lẫn da tay. Khi nắng mà bị nâu một chút thôi là mình cảm thấy rằng ui, sốt ruột quá, mình phải cần phải chăm sóc lại da thôi. Nhưng mà đến khi bắt đầu quay bộ phim rồi, đến khi mà phải đạp xe đạp điện để đi ship hàng giữa cái nắng 45 độ, trong đầu lúc ấy mình chỉ có là cống hiến hết mình cho nhân vật, cho bộ phim thôi, chứ còn không còn nghĩ gì đến việc mà làn da của mình nữa. Nên là da của Quân đã đen đi rất là nhiều. Khi bộ phim lên sóng thì nhận được sự yêu mến từ phía quý vị khán giả thì đó đã xoa dịu đi tất cả những cái niềm đau mà Quân gặp phải rồi. Vậy trong những niềm đau mà Quân gặp phải khi đóng Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa, cảnh quay nào làm Quân nhớ nhất? Cảnh quay mà làm Quân nhớ nhất thì cũng có nhiều lắm. Đa phần là những cái cảnh mệt thôi. Có một cảnh trong bối cảnh nhà Hào không có cầu thang để mà trèo lên được các set tầng 2, mà phải trèo trực tiếp, phải bay người đu lên và leo lên gác set. Thì Quân đã phải leo lên gác set khoảng đâu đó là hơn chục lần. Và đó là một cảnh rất là tốn sức, rất là mệt. Và ngoài ra nữa thì đó là những cái cảnh Hào phải đi ship hàng bằng xe đạp điện. Mà khổ nỗi là xe đạp điện của bác Mạnh thì là từ thời ớ kìa rồi. Thì hành ra là mỗi lần mà đạp để đi được một quãng thôi thì mình cảm giác như là nó phải mệt gấp 3-4 lần là đi xe đạp bình thường. Rất là đáng nhớ luôn. Ngoài ra nữa thì còn một bối cảnh khiến Quân rất là nhớ. Và chắc chắn là sau khi kết thúc bộ phim mà nhiều năm về sau thì Quân cũng không thể quên được. Đó là bối cảnh công ty chuyển phát nhanh. Những cái ngày quay nóng đỉnh điểm ấy, ở bên ngoài trời là rơi vào tầm 40 độ. Thì ở bên trong nó phải là gần 60 độ.
trời ơi, thật sự luôn với mọi người là khi mà quay xong một cảnh Quân cởi áo ra là Quân có thể bắt mồ hôi ra nước được luôn. Mạnh Quân có thể tiết lộ những diễn biến tiếp theo của Hào Yên trong Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa. Diễn biến tiếp theo của nhân vật Hào và Yên thì sẽ có thêm cái mâu thuẫn và đỉnh điểm sẽ dẫn đến một cái bước ngoặt cực lớn của hai nhân vật Hào và Yên. Bước ngoặt này là gì và họ đã làm sao thì mọi người nhớ đón xem bộ phim để biết rõ chi tiết nhé. Em không được phép buồn rầu bởi vì anh sẽ mang đi hết muộn sầu. Một ngày hai, 14 tiếng trôi mau, đừng bận tâm đến những nỗi đau. Ca khúc này chính là ca khúc chủ đề của bộ phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa. Và mọi người nhớ đừng quên là bộ phim sẽ chiếu vào lúc 21:40 trên kênh VTV3 vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần nha. Không được phép buồn rầu.